đam mê bóng đá vô bờ bến của mình, tôi xin hứa sẽ mang lại cho các quý vị khán giả những bình luận chân thành, phân tích sâu sắc nhất, một bức tranh toàn cảnh về bóng đá của ấy, cũng như sẽ truyền lửa, truyền cảm hứng cho các thủ công hiến với những pha bóng đẹp, những bàn thắng đẹp và giúp cho khán giả chúng ta có ấn tượng xem được những cầu đỉnh cao và mãn nhãn. Khán giả là một yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi trận đấu. Những người thực hiện những quyền cảm ơn, lần cảm ơn chân thành thì khán giả đã không còn ngại đường xá rồi, đội mưa đội gió đến đây cổ vũ cho các thủ của chúng ta trong buổi chiều ngày nay. Và lúc này thì những cái tên của các đội bóng đối với tôi lúc này gần như đã quá đối quen thuộc, và đặc biệt là đội bóng của danh nhân Thị Trấn Lâm, Duy Trần rất đẹp không được. Nếu như bóng đi vào trong thành thì đó sẽ là pha bóng nguy hiểm đầu tiên của các cầu thủ danh nhân Thị Trấn Lâm. Người vừa tung thẳng bước điểm rất nhanh đó là tiền đạo mang áo số 10 Trương Thủy. Như vậy băng đội trưởng trên sân đang chào cho Vũ Dương. Mặc dù là cầu thủ chơi bên phía hay là cánh trái nhưng anh là một trong những cầu thủ lên công về thủ gần như không thể thay thế bên phía lăng trái. Trương Thủy và đá bóng trước đó rất hay nhưng rất đáng tiếc ông đã bị mất bóng. Văn Tuyến, Đức Anh, Duy Tiên, một đội rất đồng đều của bóng danh nhân Thị Trấn Lâm. Rất nguy hiểm của đội bóng danh nhân Thị Trấn Lâm Vũ Dương. Có thể tiếp tục thực hiện thi đấu. Duy Tiên, trận đấu này Duy Tiên đang đá về phía hành lang cánh phải. Bốn anh chính là trái tim của đội bóng Thanh Niên Thị Lâm đang thi đấu với Hồng Hương. Anh cũng chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên trong giải bóng đá Thanh Niên năm ngoái, và thậm chí họ tại bốn anh, anh đã ghi tới 3 bàn thắng trong trận đầu tiên mà các cầu thủ Thanh Niên Lâm thi đấu. Duy Tuyệt, xuất sắc, xuất sắc. Vậy sẽ là một cú đá bán đầu tiên trong trận thi đấu hôm nay dành cho các cầu thủ danh nhân của Thị Trấn Lâm. Này những gương mặt trên sân gần như cũng đã rất quen thuộc của Dương. Rất đáng tiếc bóng đã không đi vào trong khung thành ở trong tình huống rồi. Những nhìn thấp đội bóng danh nhân Thị Lâm đang chơi phát sinh và áp đảo ngay ở trong những giây phút đầu tiên. Trận khác quyết định và tất cả họ có tới 20 cầu thủ. Bởi vì các cầu thủ Thị Trấn Lâm đã có 2 đội bóng, chính vì thế lực lượng của họ đã không thể hùng hậu so với đội tuyển. Năm nay sẽ vẫn có Thị Trấn Lâm 1 và Thị Trấn Lâm 2. Tuấn Anh, thủ trẻ của đội bóng Thị Trấn Lâm, Tuấn Anh đã quá trưởng thành sau những mùa giải. Anh đang là một trong những mắt xích quan trọng nơi hàng tấn công của đội bóng danh nhân Thị Trấn Lâm. Một tài năng trẻ của bóng đá Thị Trấn Lâm, Tuấn Anh. Thế nhưng ngày thi đấu này, Tuấn Anh cũng sẽ phải đối mặt với những gương mặt trẻ cùng với trang đối bay. Hưng Nhỏ, Bùi Đức Anh, Vũ Duy Tiên, có lẽ sẽ là một cú sút. Vũ Duy Tiên không được. Cầu thủ rất đồng đều, không có gì khó hiểu vì trong khoảng 5 phút vừa qua thì đội bóng trắng đang chủ động ép sân, liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Nam. Vũ Dương, Đức Anh, Vũ Dương tiếp cơ. Tiến công, tiền vệ trung tâm tiến công, một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của Thanh Niên. Anh là một trong những mắt xích quan trọng người giữa sân, kết nối của những cầu thủ phía dưới lên tuyến trên. Tiến công, trung tiến. Vũ Dương, Tuấn Anh, rất đáng tiếc ở trong pha bóng rồi, rất đáng tiếc
Xin chút nữa thì người ghi bàn thắng đầu tiên qua giải bóng đá trẻ năm nay là trưởng ban tổ chức công dân thân thể. Rất đáng tiếc, quá đáng tiếc trong tình huống của Tuấn Anh, có lẽ đó là một pha dứt điểm rất điểm chứ không phải đường chuyền. Thế nhưng cầu thủ mang áo số 10 tiền đạo Xuân Thủy đã có mặt trong một pha bóng rất đúng lúc, may mắn, có thể nói may mắn, giúp cho các cầu thủ của đội bóng Lê Tiến tránh bàn thua vừa rồi. Thì cú dứt điểm rất mạnh gồng bóng đi vào giữa khung thành và trúng vào thủ môn. Vũ Duy Thiên tiếp cận bắt mạnh phát nặng tiếp cận giải bóng đá của thế niên năm nay đã có khá nhiều những sự đổi thay mới mẻ. Quan niệm là trong giải này với trận đấu đã tăng lên bốn mối phở và một trận đấu của một vị danh nhân là Hoàng Viết Thao, là chủ tịch hiệp hội doanh nhân trên khu Hà Nội, cũng đã mới mở sân đấu và trong lượt trận thứ hai chúng ta sẽ lên sân Quý Nghĩa để đá tiếp lượt trận thứ hai. Và cũng có một điều vô cùng đặc biệt trước khi giải doanh nhân của chúng ta diễn ra khai mạc, đầu tiên là chúng ta đã nhìn thấy những chiếc flyca, những cái quay mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở trong những giải vô địch quốc gia hoặc là tập nữ quốc tế. Nhưng những sự hoành tráng của giải bóng đá doanh nhân năm nay là điều chúng ta đã nhìn thấy ở trong những giờ khai mạc. Nhất vẫn đang thuộc về tiền đạo đang khoác áo số 10 dùng sân thể thân thực thân anh khí quyền khắc thân bắn mạnh trung tuyến sút ra không được. Tiến công Vũ Dương, Vũ Dương chân trái không vào. Nếu như thu sớm vào, đó là pha dứt điểm của Vũ Dương nhưng bóng đã đi ra bên ngoài. Quang Hưng trung tuyến đều đã có một sự đầu vô cùng tưng bừng của trận khai mạc giải bóng đá doanh nhân. Bên mình và bên phía các thủ của đội tuyển thể thao rất nỗ lực. Là Nguyễn Tuấn Anh trung tuyến bắn mạnh rất điểm không vào. Rồi quyền đầu tiên vừa thuộc về cầu thủ cao to nhất ở trên sân vào lúc này, đó là Nguyễn Văn Mạnh, cầu thủ đang khoác áo số 99. Tuấn Anh Vũ Dương xử lý rất kèo. Vũ Dương tiến đây chân trái. Vũ Dương không hiểu sao lại không thể đưa bóng vào lưới cho một cú lý. Chân trái là chân sở trường của Vũ Dương, thế nhưng pha vào đá quý không có được kiến tạo thành bàn của cầu thủ mang áo số 10. Họ đang thiếu áp đảo. Bùi Đức Anh Vũ Dương Đức Anh Văn Tuyến Khắc Hưng vẫn là lối đá rất quen thuộc của các cầu thủ tại đây. Một lối đá bài bản. Tuấn Anh tiến công chút ra không được. Vũ Dương tiến công không được, bóng lăn xả. Vũ Dương Tuấn Anh chút ra không thể ghi bàn thắng đầu tiên trong tình huống chúng ta với lý tương tự như vậy. Anh đã ghi tới 3 bàn thắng cho đội bóng doanh nhân thị trấn Đầm. Và anh cũng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận khai mạc. Tuấn Anh đã khá nỗ lực thì Tuấn Anh đã không thể cứu bóng. Vũ Dương Đức Anh Vũ Dương Duy Thiên với thế vân trội cùng với khả năng xử lý bóng khéo léo thì Duy Tuyền luôn là cầu thủ đáng sợ với bất cứ mẫu thủ nào khi đối mặt với anh. Và lướt bóng qua người tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng các cầu thủ đối phương lại không thể nào lấy bóng cờ từ chân anh. Duy Tuyền rất đẹp không được, đáng tiếc quỹ đạo của trái bóng vẫn từ từ cầu thủ áo số 10 vẫn là người nắm giữ nhiều cơ hội nhất của đội bóng doanh nhân thị trấn Đầm.
Và sân đấu đang ảnh hưởng với thời tiết mưa và bóng trượt để cho những pha xử lý bóng không thông thường ý buồn lạnh. Vũ Diên Tiên vẫn là Diên Tiên cắm bao không được. Một vận động đang cho thấy sự chắc chắn trong vùng cảnh của mình trước sức ép của bóng Diên Tiên. Diên Tiên là một trong những cầu thủ đóng vai trò quan trọng với 40-50% của đội bóng. Cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng như là sự già dặn trong đấu trường khiến cho Bạc Nam đang rất tự tin trước những chân sút của đội bóng Thiên Lâm. Gần một thời gian thi đấu chính thức của hiệp một trận thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng A của giải bóng đá Thiên Lâm lập tổng đá Thiên Lâm Yên lần thứ 5 năm 2018 đã diễn ra. Đội bóng trắng Thiên Lâm đang là đội bóng kiểm soát bóng vượt trội cũng như tạo ra những gol ăn bàn lên tới 70. Vũ Dương rất hay, xin lên không được thì không có sự áp sát vượt qua hơn, không biết điều gì sẽ xảy ra đối với khung thành của đội bóng Nam ở trong pha bóng rồi. Vũ Dương tiến công nhịp độ rất bài bản. Vũ Dương không kịp rồi, đang chứng kiến những sự hút tham qua cũng như là sự tự tin và đầy bản lĩnh đến từ đội bóng danh nhân Điện Trần Lâm. Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch này, mặc dù trong một trận ngoài thì các cầu thủ Điện Lâm đã bất ngờ không lọt vào trong trận chung kết. Và một đội bóng đầy dư nợ với Thiên Lâm là các cầu thủ danh nhân với mình khá là buồn khi đã không tham dự ở trong một giải này. Cùng với các cầu thủ danh nhân của Thiên Minh thì Yên Trị năm nay cũng không tham gia. Đấy, đó đều là những địa phương có những đội bóng khá mạnh đánh đâu. Yên Trị và Yên Minh không tham dự ở giải đấu công cũng như là phòng ngự chắc chắn. Cũng như không phải tí mà giải đấu này chúng ta không dẫn vì lúc này năm nay chúng ta có rất nhiều những gương mặt mới. Những cầu thủ trẻ đang khát khao thể hiện ở sân chơi lớn nhất của huyện Yên. Sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ xuất sắc với niềm bóng đá yêu đá cũ ở bên của mình. Đã có 3 mùa giải diễn ra ở trên sân cũ và 2 mùa giải. Đây là mùa giải 2 diễn ra trên sân mới của tập đoàn Thịnh Luận. Khá nguy hiểm, rất nguy hiểm, còn rất nguy hiểm, các ơi. Không có thủ nào trên ai cả. Một quả bóng vừa làm thoát tìm các thủ của Thịnh Thịnh Lâm. Duy Tết Văn Tết đội bóng đang công hiến cho khán giả những người vừa trên sân một trận đấu rất hay. Các dạng kịch tính hấp dẫn là những gì đang diễn biến ở trong việc thi đấu tiền trận khai mạc của giải bóng đá thân nhân. Tiến công Tân Anh, Tân Anh cầm bóng và vi tạm cũng trung lộ với Vương không được rồi. Và đặc biệt mặc dù đang có những cơn mưa nhẹ nhưng rất may khi mà bóng lăn trong trận thi đấu đầu tiên thì thời tiết đang rất đẹp. Bùi Đức Anh đỗ tiến công. Bùi Đức Anh hai tuyến lực trung lộ của đội bóng Thiên Lâm đang kiểm soát toàn bộ bóng của trận đấu này này. Và đây là pha phát bóng lên dành cho các cầu thủ Thiên Lâm. Trung tuyến rất nguy hiểm không được. Một tình huống chuyền bóng về có vật như hơi hứa anh. Trung tuyến vâng, không phải đây mới là trung tuyến, trước đó là Tuấn Anh. Đang trẻ cho các đội tuyển đá chân và chính toàn bộ thế trận. Cũng phải những bàn huấn luyện của đội bóng Lê Nhật Tiến đang rất nóng ruột và đang có vẻ như muốn thay đổi nhân sự ở trên sân. Bàn huấn luyện cũng như là đội trưởng bóng bầu quan sát ở ngoài luôn là kinh thế hơn. Hoặc lẽ đang muốn lấp vào những chỗ khuyết rất nguy hiểm. Tiến công Duy Tuyên. Duy Tuyên căng người chân trái không được. Đá Duy Tuyên cũng như Vũ Dương là hai cầu thủ rất đáng sợ vì không những có kỹ năng, hai cầu thủ này còn đang sở hữu hình vượt trội so với các đồng đội còn lại. Và điều đặc biệt rằng cả hai cầu thủ đều thuận hai chân. Tiến công Xuân Thủy căng vào
vào thứ hai, không qua thứ hai trong tiếng vừa rồi. Tuấn Anh, Văn Tuyến, Trung Tuyến. Sẽ có sự thay đổi người đến từ các đồ doanh nhân của hiện tại, họ sẽ có sự thay đổi người. Nếu như họ thay người thì tôi đã nhận thấy ít phút trước đó. Sau rất nhiều những nỗ lực những từ của em sân thì cuối cùng Phú Duy Tân đội không phải Phú Dương đội trưởng của đội bóng ra trận thì đầm ở trong pha bóng rồi anh đã kéo đéo đội bóng vào góc khó của tay của thủ môn Văn Nam mang về bàn thắng tiền. Ngay sau thi đấu này sẽ có sự thay đổi người của dân chơi liên tiếp. Phạm Mạnh Cường của thủ môn áo số 9 vào sân và người dẫn sân là Nguyễn Văn Mạnh thủ môn áo số 99. Và như vậy trong pha bóng rồi trong khi chúng tôi đang mải quan sát và thống kê các cầu ra vào sân thì khi ngoài mang lên đã nhìn thấy Phú Dương ăn mừng. Và chính vì thế chúng tôi đã xác định trong vòng đấu chơi là ghi bàn. Khi mà ngừng bắn lên thì lưới của thủ môn Văn Nam đã rung lên và bàn không quá nhanh và sắc bén của các cầu thủ trên sân đất. Nguyễn Tuấn Anh một pha bóng dài vượt tuyến. Sức ép vô được bóng trên đất vào trong những phút vừa qua là vô cùng lớn và nó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Phú Dương. Một pha phản công bên phía cánh phải. Đó là cánh phải không phải là cánh sở trường của Phú Dương, mình đang chơi bên phía cánh trái. Duy Tiên, Bùi Đức Anh, Vũ Mạnh Dương rất nỗ lực. Giải sách ghi bàn cái tên Vũ Mạnh Dương, người đã ghi bàn thắng đầu tiên ở trong giải bóng đá doanh nhân năm nay. Thông tin chúng tôi biết thì trên khu vực địa bàn Hải Yên đang rất nhiều những khu vực đang mưa to và đặc biệt là khu vực Liên Ninh, thế nhưng rất may ở trên sân bóng lúc này chỉ có lác đác nhạt mưa thôi. Có vẻ như các bạn người rời sân là Phạm Văn Tuyến. Như vậy quan sát thấy một số vị trí chưa phù hợp với lối đá của đội tuyển, bàn huấn luyện của bóng đã quyết định có sự thay đổi rồi. Dù là một đội trẻ đang thiếu rất là trông mong ở trong đội tuyển tiến, nhưng thứ ba Phạm Văn Tuyến phải sớm rời sân để thay thế vào vị trí đó một lão tướng. Có lẽ ngoài lão tướng Khắc Hưng lúc này thì chúng ta cũng là một trong những cầu thủ khá cao tuổi của đội bóng dành cho đội tuyển. Cầu thủ này cũng đã gần 40 tuổi. Mạnh Cường rất bình tĩnh. Mạnh Cường rút ra. Cầu thủ mới bắt chân vừa lại có cú rút ra chính xác đầu tiên, thế nhưng điều đó chưa là đủ khó để gây ra khó khăn đối với thủ môn. Hoạt động nhàn nhã trong những vừa qua. Duy Tiên, Vũ Đức Anh tiếp cận. Vũ Dương chân trái không được. Tiền đang rất mong chờ được chuyền. Tuấn Anh quá dài, đường để bóng của Tuấn Anh là quá dài. Mạnh Cường, Mạnh Cường và Tiến Cường, 2-9. Mặc dù tung vào sân và có những giây phút đầu tiên của giải bóng đá nhân dân, nhưng có vẻ như số 9 Mạnh Cường đang tỏ ra rất tự tin. Đây cũng là một trong những thủ khá trẻ của các thủ thành viên đội tuyển. Rất hay. Văn Thuyền đã không thể khống chế bóng ra vào bóng rồi. Cú sút. Rất hợp lý thôi. Thế này rất đồng bộ tiến công. Duy Tiên sút bóng không được. Quân Thế Lâm. Tuấn Anh không được. Các chân sút của đội bóng trắng thay nhau bắn phá không thành của thủ môn Văn Nam. Sức ép họ gây ra vẫn đang là hết sức khủng khiếp. Một thế trận áp đảo mà các cầu thủ Thế Lâm đang tạo ra ở trong buổi chiều ngày nay. Vũ Trường, Tiến Cường, Vũ Trường, Đức Anh, Khắc Hưng, Duy Tiên. Vũ Trường và những chiếc bóng rất tốt của số 10 Xuân Thủy, Tiến Cường, Vũ Trường rất quen thuộc thế này.
Mạnh cơ. Ở đây. Vì ở trong trận bóng đá giải và đặc biệt là trận thiếu hai bạn, khiến cho những cầu thủ trẻ lần đầu tiên, rất nhiều những cầu thủ lần đầu tiên có mặt ở trong một giải bóng đá uy tín của Huyện Điện, một giải bóng đá được tổ chức thường niên, khiến cho tâm lý của một số cầu thủ chưa vững vàng. Và hơn thế nữa, họ đang đối đầu với một trong những cuộc chiến nặng ký nhất trong chức vô địch này. Nhưng mà lúc này thì các thủ đã nhận quyền vẫn đang chỉ để thủ lưới một bàn thôi. Hơn 25 phút của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. 1-8 đang thuộc về các cầu thủ của Thanh Niên Thịnh Lâm. Có thể thì 1-8 còn chưa phản ánh đúng cục diện của trận đấu, khi mà Thịnh Lâm có lẽ có thể làm nhiều hơn thế vì họ tạo ra rất nhiều những công việc. Bóng đặt trong chân của Vũ Duy Tiên. Vũ Sơn đứng ngay. Có vẻ như tất cả của trận đấu đang được dạng trong những phút vừa qua. Bóng đã trúng vào phía sau khung thành của Hà Nam. Lúc này thì trận thi đấu tiếp đã bước sang phút 28 rồi. Chỉ còn khoảng hơn 2 phút nữa thôi thì thi đấu tiếp chúng ta cũng sẽ khép lại. Hai đội bóng đang cống hiến cho khán giả gần như không có thời gian bóng tiếp theo trong trận đấu này, và cũng không có cầu thủ nào chấn thương và nằm sân. Có nguy hiểm nhất là chính là quả bóng mà Vũ Dương phải ngã bên kia là bên trái, rất gần với cửa ra vào. Rất may là đội trưởng của Thiên Đập đã không hề gì trong quả tranh chấp và ngã đó. Xuân Thủy, Tuấn Anh, Chí Nhật, Thiên Cường, Vũ Dương. Rất có thể tỷ số ở trên sân sẽ được giữ nguyên. Vũ Đức Anh. Tuấn Anh. Không được. Cho anh gần như có ít cơ hội để thể hiện và tung ra những cú dứt điểm trong trận đấu ngày nay. Tiếp theo. Vũ Dương. Phản góc bên cái trái dành cho các cầu thủ Thiên Đập. Vũ Dương. Không được rồi. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài thì có bị hùng đông đã đổi còi khép lại thì đầu tiên. Là lão tướng đội trưởng và lão tướng 10 Nguyễn Khắc Hưng. Vâng, và như vậy em thứ hai chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu rồi. Và hai vị lão tướng đáng kính của chúng ta đã thi đấu trọn vẹn một trận đấu và rời sân để nhường lại trận đấu cho những cầu thủ trẻ trong buổi chiều ngày mai. Vũ Đức Anh. Tôi cũng xin điểm qua và tóm tắt lại những diễn biến chính ở trong một hiệp một làm trận đấu xuất sắc của đội bóng Thiên Lâm. Đội bóng Thiên Lâm đã thi đấu rất sinh em sân và chiếm toàn bộ cơ hội nguy hiểm ở trong hiệp một. Một bàn thắng có vẻ như không nói lên được hết những cơ hội nguy hiểm mà các thủ của đội Thiên Lâm đã tạo ra. Và bóng đáng tiếc nhất của các đội Thiên Lâm chính là tình huống dứt điểm bóng trúng người của thủ môn Văn Nam, đó là cú dứt điểm của số 10 Xuân Thủy. Và suýt chút nữa ông là người ghi bàn thắng đầu tiên của giải bóng đá doanh nhân năm nay. Tuấn Anh. Tiến cơ. Mà cầu thủ bắt đầu rất chắc chắn của Hoàng Hưng. Dòng ra đây thì các cầu thủ của đội bóng Tây Nhân Thiên Tiến có khá nhiều những cầu thủ trẻ, những cầu thủ lần đầu tiên có cơ hội trong đấu trường bóng đá rách giá của Liên. Mẹ như bên phía đội bóng Thiên Tiến đang có dấu hiệu xin thay người. Nhưng mà chúng tôi đã quan sát thấy một cầu thủ trẻ nữa, đó là Dương Văn Nam, áo số 2.
rất có thể anh sẽ vào sân để thay cho một cầu thủ đá cánh của chú Hai là người chơi vị trí là cánh phải. Cầu thủ đã quá phát động cơ rồi, như vậy người ra sân nhân là Nguyễn Tuấn Anh mang số 5, sự phát động thứ 3 của các cầu thủ Nhân Tiến. Còn khá nhiều các cầu thủ chúng ta đã bị đóng ở trong một thì mình vẫn còn đó những cầu thủ đá cánh, những người luôn có thể cập chứng công trận đấu và khiến chúng ta người già cho nhất của giải bóng đá trong những năm đi tiến tham dự thì đều có mặt anh. Và trận này thì thành công nhất của bóng đá tiến thì là trận bán kết và đã để thua các cầu thủ Nhân của Sái Bình trên chấm đá lưu lưu. Bùi Đức Anh, Quang Hưng. Vào trong chính của đội bóng Tây Nhân thì năm nay đó là Mạnh Toàn. Này chúng ta vẫn gọi cái tên là Toàn Ảnh hay còn nói không tham dự bóng đá Tây Nhân. Thì trước khi bước vào giải Lan Nhân thì anh đã gặp chấn thương khá nặng. Dây chạm đầu gối, một dây chạm đầu gối luôn là chấn thương là nỗi ác mộng của cầu thủ chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư mà gần như rất nhiều các cầu thủ chúng ta dính phải. Hồ Dương công nhận. Sự tự tin, bản lĩnh thi đấu, đấu trưởng lớn, điều mà các cầu thủ Nhân Tiến chúng ta đã có thương. Duy Tiên. Cầu thủ đội bóng Duy Tiến là Văn Hải đã khoác cho mình chiếc băng đội trưởng. Bên tay ra, bên tay ra. Tuấn Anh. Rất đẹp, không được. Có lẽ từ giờ đến gọi thì không có một mùa Duy Tiên mà đã giảm chút đi. Cũng dừng giảm chút nhưng anh vẫn luôn là một trong những cầu thủ đá cánh trái hay nhất của Thiên Lâm, không thể thiếu ở trong đội hình của các cầu thủ Thiên Lâm. Vũ Dương, Tuấn Anh. Tuấn Anh con người không được. Tuấn Anh luôn bị áp rất sát. Cầu thủ cũng đã có thừa bản lĩnh kinh nghiệm trong đấu trường lớn. Văn Nam, Quang Hưng, Văn Nam, Quảng Trường không được. Sự hỗ trợ rất kịp thời của Tiến Cường. Văn Thuyền, Tuấn Anh. Tuấn Anh và Văn Tuyến. Tiến Cường, Vũ Sơn. Và độ chính xác là không cao ở trong trận đấu ngày nay, nhưng dẫu sao anh đang là tác giả của bàn thắng đầu tiên của giải bóng đá trên nhân dân này. Đỗ Tiến Cường, Trần Công Nhật. Dấu hiệu thay đổi người liên tục đến từ các cầu thủ Nhân Nguyên Tiến. Họ đang có dấu hiệu thay đổi người thứ tư. Duy Tuyền rất khỏe. Duy Tuyền lao như một mũi tên ở bên phía là cánh phải. Cánh phải không có thắng. Tuấn Anh vừa bỏ qua một cơ nhưng mà là một lý rất gần. Giải bóng đá này vẫn có quy định một cầu thủ đã thay ra vẫn có quyền thay vào. Và hai cầu thủ đã thay ra thay vào là chỉ là hoán đổi vị trí với nhau thôi. Mạnh Cường, số 9 Mạnh Cường và số 9 Tiến Cường. Hai cầu thủ chung tên chung số với nhau và liên tục phải chạm trán với nhau ở khu vực giữa sân. Đây đều là hai tiền vệ rất nguy hiểm. Tiến Cường vừa có một pha đá lóc bóng đi sát với chân sút không thành của thủ môn Dũng. Chỉ cần có một cầu thủ ở trong phạm vi bóng thôi thì rất có thể sẽ có bàn thắng dành cho các cầu thủ Nhân Quyền Tiến. Đứng lên biên dành cho các cầu thủ Tây Nhân Thiên Lâm. Trận công nhận. Vâng. Khiến cho rất nhiều cầu thủ bị xuống sức và mất sức. Và chính tên ban luyện cỏ đã có tới 4 sự thay đổi người ở trong trận thi đấu này. Rất nguy hiểm. Hoàn Nam đã không thể hãm được bóng vào trong phòng rất nguy hiểm rồi. Trần Công Nhật. Mạnh Cường. Quang Hưng. Và mở cánh dành cho Trung Tuyến. Khoảng trống chân trái. Không được rồi. Chân trái là sở trường của cầu thủ số 3.
ném biên dành cho các cầu thủ danh nhân của Yên Tiến. Có lẽ đó là lối ném biên rồi. Mặc dù cũng là những gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Yên Tiến, thế nhưng một đấu trường, một giải đấu lớn như thế này, những các cầu thủ chúng ta mắc lỗi là điều hết sức bình thường. Không dám mà trong sân. Tuấn Anh. Phương Dương. Phương Dương. Vẫn là Phương Dương, pha xử lý bên phía trái nhưng anh đã không thể được bóng được nhỏ. Phản công nhanh, Văn Nam. Văn Nam và Đức Anh. Rất kinh nghiệm. Trung tuyến đã bật rất cao nhưng và lật bóng vào của trung tuyến là quá thừa lực. Công nhận Phú Dương. Duy Tiên tấn công cắt vào Phú Dương chân trái. Trong pha bóng rồi thì chân trái của Phú Dương lại một lần nữa phát huy hết công lực. Một pha bóng mà anh đã thể hiện sự tinh tế của mình sau rất nhiều những nỗ lực và những cú dứt điểm thiếu chính xác. Anh đã nhân đôi cách biệt dành cho các cầu thủ Yên Tiến chiến lập. Tỷ số lúc này đã là 2-0. Tuấn Anh. Mạnh Cường. Trung tuyến. Đà đi ra hết bên ngoài thì mình ăn rồi. Quay lại đây. Rồi nàng nhận thấy một sự thật đứng đầy nữa đến từ các cầu thủ nhân của Yên Tiến. Công nhận thì rất khéo của Tuấn Anh. Có kịp không? Nó vẫn trong tranh của số 7 Tuấn Anh. Không thể qua người góc đẹp. Cả đội bóng đang đều có thời tiết hết sức lý tưởng ở trong ngày của trận đấu giữa Thị Trấn Lâm và Yên Tiến đang là 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của đội trưởng Vũ Mạnh Trường, Đỗ Tiến Cường, Vũ Duy Tiên. Rất chính xác. Vũ Dương, cơ vào. Còn đánh phá xuất sắc của thủ môn Văn Nam. Nên là thủ môn Nam có một ngày hoạt động vất vả nhưng sự nghiệp vô cùng lớn đến từ các cầu thủ nhân của Thị Trấn Lâm đây. Không hề có lối ra trong vòng. Trong ngày thi đấu mà tên nào Trần Tuấn Anh đã bị đối phương vội hóa và kẹp chặt thì anh đã không thể dặn nhiều dấu ấn. Hai bàn thắng đều ghi cho cầu thủ Vũ Dương là một cầu thủ đá cánh. Mặc dù là một cầu thủ đá cánh nhưng Vũ Dương là một cầu thủ rất có duyên nhìn bạn bằng cái chân trái của mình. Văn Nam. Quang Hưng đã di chuyển rồi. Bùi Đức Anh. Nếu như quý Bùi Đức Anh là trái tim đội bóng thì Vũ Duy Tiên và Vũ Dương là hai cái tay trái và cái tay phải. Tuấn Anh. Với sự thăng hoa của Vũ Mạnh Trường, Lâm đang có một lợi thế nhất định trong trận khai. Các thủ thành viên của Thiên Lâm là đội bóng chưa từng thua trong những trận đấu khai mạc. Tuấn Anh. Đội bóng rất khéo cho những anh liên tục bị các cầu trẻ của đội bóng ám sát. Rất đẹp công việc. Trung tuyến. Quang Hưng. Ngọc Hải. Không được.
và đang góp một cái trái này cho các cầu thủ nhân viên tiền. Bóng áo vàng đã tự tin hơn hẳn ở trong cái bài và cũng đã chủ động kiểm soát bóng và triển khai những pha tấn công. Nhưng sức ép của chất đủ lớn để có thể gây khó khăn cho không thành của thủ môn Vũ Dũng. Quang ơi, đây đâu? Không có đá trong vào bóng rồi. Một vòng diễn ra rất nhanh. Bóng đã đi trước cột ra ngoài. Sự tự tin đã đến từ các cầu thủ trẻ. Rất nhiều các cầu thủ trẻ chỉ khoảng hơn 20 không có mặt ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Dù những cầu thủ già chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như là sự già hơn trong chiến trận, nhưng mà đang có nhiệt huyết rất cao. Đội viên đang đập cho cô không vào. Một cầu thủ trẻ của Lê Thị Tiến vừa có cơ hội ghi bàn, đó là Văn Nam. Tiến công. Rai không được. Có người rất nhanh bằng chân phải của Rai, bóng đã đi trên cột ra ngoài. Tốt lắm ta. Vũ Trúng. Vũ Đức Anh. Vũ Dương. Vũ Dương là bạn viên là hàng chủ lên công về thủ rất tốt của Thế Thế Lai Vũ Dương. Cảm ơn. Chúng tôi vừa nhắc cái tên Vũ Dương và Duy Tiên thôi. Thì Vũ Dương chính là người thực hiện tình huống lên bóng vừa rồi khi kiến tạo cho công nhận các bóng vào tuyến này dành cho Duy Tiên. Anh thoải mái đem bóng vào khung thành gần như bị bỏ trống. Một đường chuyền bóng rộng cố dành cho Duy Tiên ghi bàn thắng thứ hai, thứ ba cho các cầu thủ Thiên Tân Đầm. Bên phía các cầu thủ của Thiên Tân Đầm có sự tấn công. Nguyễn Thế Hiếu mang áo số 2 vào sân. Tuấn Anh mang áo số 7 sẽ rời sân. Có tới 3 bàn thắng dành cho các cầu thủ Thiên Tân Đầm nhưng không có dấu gì của Tuấn Anh. Đúng là điều Tuấn Anh có vẻ thì sẽ không hài lòng trong trận thi đấu đầu tiên này. Dẫu sao các đồng đội của anh đang có khoảng cách tương đối toàn trước các thủ nhận của Yên Điền trong trận đấu ra quân. Một thế trận thuyết phục mà các đội tuyển đoàn đang áp dụng ở trong trận đấu bên này. Đi chân, thủ đậm. Đức Anh. Phú Trân. Vội là bóng có 3 điểm đầu tiên cũng như 3 bàn thắng rất nhanh. Quang Hưng căng vào đánh nhau không được rồi. Cái bóng chắc chắn của Vũ Dũng không có quá nhiều cơ hội dành cho các đội vàng trong trận đấu với anh. Chúng ta nhận thấy dấu hiệu sự thay đổi đến từ các cầu thủ Thiên Tân Đầm. Sự thay đổi như thế nào? Rất đẹp, không được. Như vậy Bùi Văn Niệm mang số 6 sẽ vào sân và người rời sân. Còn Bùi Văn Niệm và người rời sân là cầu thủ Bùi Văn Niệm. Phát tế. Như vậy sau trận đấu này thì chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ hai giữa các thủ Thành Viên Chính Hải và các thủ ngân hàng MB Viễn Thảo Yên. Chỉ còn một ít phút nữa rồi thì trận khai mạc sẽ khép lại. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mời cả hai đội bóng ở phía sau, đó là các thủ Viễn Chính Hải và MB Yên. Viễn Thảo Yên chúng ta chuẩn bị khởi động cũng như là chúng ta đăng ký danh sách các cầu thủ thi đấu chính thức để cho chúng tôi tiện theo dõi cũng như là trọng tài bàn làm việc. Chúng ta hoạt động dành cho các cầu thủ Thiên Tân Đầm. Tiến công. Vũ Dương. Tiến công. Thế Hiếu. Cú sút đầu tiên của Thế Hiếu rất nguy hiểm. Ngay khi vào sân thì Thế Hiếu đã thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng tình huống dứt điểm ở bên phía anh Lạc cánh phải. Một cú tiếp bóng bằng chân phải khá nguy hiểm, bóng đi rất sát với cột dọc của thành của thủ môn Nam.
với điều kiện sân chơi bóng rất dài thì những cú sút dài như vậy sẽ là rất đáng sợ nếu như bóng đi vào trong cái khung thành. Chi Tiên rất nguy hiểm, đây là Chi Tiên, một Văn Nam đã có ba ra vào hợp lý. Thế nhưng ở trong pha dứt điểm thứ hai vẫn đang có bàn thắng, vẫn là Vũ Mạnh Dương. Bàn thắng thứ ba của anh trong trận thi đấu ngày này và bàn thắng thứ tư của các cầu thủ Nhật Kim Trấn Đập. Cái vừa là điều mà chúng tôi cũng đã nhận biết khi mà thời gian gần đây khu vực miền Bắc chúng ta đang đón nhận đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên. Thế nhưng nhìn chung ở trong dòng đá này thời tiết cũng đã quá ủng hộ chúng ta rồi. Tiến cường Nguyễn Thi Hữu đến hai Vũ Mạnh Dương Phạm Mạnh Cương Văn Nam và phản công bài bản của các cầu thủ Yên Tiến chân trái đến đây. Hai cầu thủ chơi rất tốt bằng cái chân trái của mình là Mạnh Cường cũng như là Phạm Tiến cũng đã không thể ghi bàn, và như vậy tiếp tục có sự tận gửi đến Thị Thị Đông. Và như vậy số 16 Quang Điện sẽ vào sân. Người rời sân là cầu thủ mang áo số 25 Vũ Mạnh Dương. Vũ Mạnh Dương rời sân thì đã có công lớn rất lớn trong trận đấu ra quân. Đội trưởng của đội bóng cho Thị Đông đã ghi ở trong trận thi đấu này, giúp cho các cầu thủ đội tuyển của Thị Đông cầm chắc chiến thắng trong tay trong trận đấu ra quân. Vạn sự khởi đầu đạt, có phải thì mới bạn. Phát tuyến, Phát Hiệp đã cung kịp vào trong bóng rồi. Vũ Dũng, bốn bàn, một phút cho một bàn thắng trong bàn phút này đều hoàn toàn sẽ không thể xảy ra. Một đội hình đang thi đấu rất có tổ chức bài bản và đây bản lĩnh của các cầu thủ Thị Thị Lâm. Từ đây rời sân thì gần như các cầu thủ của Thị Thị Lâm vào lúc này đều là những người khá lớn tuổi và gần như họ đã đều trải qua hết các mùa giải của đồng đá lớn nhất. Quang Liêm, hôm nay Quang Liêm đang là người lớn tuổi nhất trên hàng công, thủ sinh năm 1985, Duy Thiên. Duy Thiên đã rất nỗ lực để kiến tạo cơ hội của trong cho Nguyễn Thi Hiếu. Tiến Cường, Trần Công Nhân, Đỗ Tiến Cường, Vũ Duy Thiên. Lần này, và như vậy lần này thì cầu thủ Vũ Duy Thiên đã làm được một điều mà trước đó anh đã rất nỗ lực dành cho Nguyễn Thi Hiếu. Nhưng lần này thì là một pha kiến tạo sắc như dao cạo và một pha chuyền bóng gần như loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, giúp cho Nguyễn Thi Hiếu ở một vị trí không còn ai để theo kịp. Nguyễn Thế Hiếu và Vũ Duy Thiên là hàng thủ đã đều lập công và đều có những bàn thắng ở trong những tư thế mà đồng đội đã gần như dọn lỗ cho ngay. Chỉ cần một pha đệm bóng thôi đã đủ mang về bàn thắng. Các cầu thủ Thị Đông có chiến thắng tưng bừng trong trận đấu ra quân. Vũ Đức Anh, Vũ Đức Anh đánh ngã rồi, không có ai nhận bóng vào trong pha bóng rồi cả. Hấp dẫn, kịch tính cũng như là đã có tới 5 bàn thắng được ghi. Chỉ có một điều hơi đáng buồn rằng các cầu thủ Yên Tiến của chúng ta vẫn chưa có thế nào. Và lúc này thì rất nhiều người hâm mộ trên sân và đặc biệt là đội Yên Tiến rất muốn đội áo vàng sẽ có được ít nhất là một bàn thắng ở trong khoảng thời gian còn lại. Thứ hai, Đỗ Tiến Cường, Vũ Duy Tiên dứt tay Nguyễn Thế Hiếu, thật đáng tiếc tung ra cú điểm và cứ đi gần. Nhưng việc đấu tàu lúc này cũng đi thêm một hai bàn thắng đầu cũng quá quan trọng với chiến thắng tưng bừng của Thị Thiên Đông rồi. Chiến thắng với khoảng cách đến đăng bằng, một chiến thắng cũng đã nằm trong sự kỳ vọng của ban huấn luyện bóng rồi. Duy Thiên cầu vào, quan sát tôi thì tiếng dài cũng không có nhiều, chỉ còn khoảng 1 đến 2 phút nữa thôi. Đội bóng chúng tôi đã chuyển sang 4-2-9 rồi. Quang Liêm, đây là những phút thi đấu chính thức cuối cùng ở trong hiệp 2 trận khai mạc của giải bóng đá danh nhân huyện Yên lần thứ 5 năm 2018. Đang chứng kiến một cơn mưa bàn thắng của đội bóng Thị Thị Đông đã chút vào lưới của các cầu thủ danh nhân Yên. 5 bàn thắng. Vâng, và đúng lúc này thì trong này chân qua mình ông đã nổi xoay, chắc là
tay em thi đấu thứ hai. Kết quả chung cuộc bằng 5 bàn thắng có được với một hat trick của đội trưởng Vũ Trường, 5 thắng của Nguyễn Hiếu và Vũ Duy Tiên đã khép lại một trận đấu tức bực của các cầu thủ doanh nhân thị trấn Lâm trong chiến thắng 5-0 trước các cầu thủ doanh nhân của Yên Tiến.